Hello, come back my channel. Cùng chơi tiếp Mario Party này. Đánh boss à? Boss Rush. Đánh con Bowser gì giờ đi? Jay, Jay à. Đây là thằng con của thằng Bowser to kìa. Đánh cho bỏ mẹ luôn. Trẻ trâu như xóm này. Đấy. Nó lên robot nó kìa. Đấy, super trẻ trâu. Con lợn này. Game về lucky, may mắn là chính. Nào. What the fuck? Ba đã được ăn rồi. Nè, nó đập một phát được kìa. Ba luôn. Thế đéo nào, bọn này điên hết rồi. Giờ mắc ba thằng đều ba. Mỗi thằng ba điểm à? Kidding me. Bố mày, bố mày lại phải sợ. Đéo hiểu kiểu gì. Bao nhiêu đây? 4-5 lần. The fuck? Chơi game này cáu quá trời. Toàn nuôi bọn này. Na mà nó tức giận rồi đấy. Hai điểm. Được kiểu gì luôn. Đồn ăn lên tỏi. Sáu rồi nhỉ? Sáu đâu à? Chết đéo nào. Đây là cái may rủi các bạn. Đéo phải cái may rủi rồi. Game súc vật rồi. Mẹ, tao làm cho nó ăn. Đéo được cửa gì. Mẹ. Xem nào, Chupa Koopa này. Làm ơn cho bố mày ăn một điểm thôi được không? Đây rồi, đã được một lần. Chúng ta thì cũng nhì. Ok, 9 điểm. Lên nhì. Sai gai gần ăn hết của mình. Breakdown à. Back to free play. Chơi game Shock it to Lucky 2 đi. Đánh boss rush đi. Rồi, game này dễ hơn một chút. Ok. 6 điểm luôn. Mẹ thằng ngu kia. Mẹ thằng chơi. Má. Chưa gì đã ăn. Chanh của mình à. Con chó này. Con lợn. Ui ui ui. To vãi. Vừa ăn xong.
Ôi, thằng kia nhát mẹ rồi. Ok. Chơi boss này đi, Wormstorm. Rồi. Sao? Mày gạt cần hay không? Gạt đi. Ôi trời, phải phải canon. Lượt mình dính đầu tiên mới cay. Đéo hiểu kiểu gì luôn. Có gạt hay không thì mình không dính mà. Đúng rồi. Chó đỏ này. Nào. Mẹ, suýt nó đạt vào bắn nữa. Tức giận rồi này. Đạp hai khát. Không, quyết định là không gạt. Sao? Chúng ngay con này. Mày mày. À, không được phát đấy nhỉ? Nè. Ai à? Không gạt. Gạt rời không đến mình. À, lại thằng sâu vật này. Sai gai. Bắt nạt. Bắt nạt tao. Yeah. Mình chỉ kết liễu nó. Mà vẫn không nhất được. Nào, đánh nhận tiếp theo luôn. Bot nào đây? Cho các em là quyền quay xúc sắc quyết định. Cái Wicker đi. Đây con sâu này. Đây rồi, đây rồi. Sai. Nào, nào. Start. Giáp cái điểm đầu của nó kìa. 3 điểm. Mẹ. Một. 3. Tức giận rồi, điên rồi. Chạy nhanh rồi đấy. Đâu đâu đâu, chui đâu ra ạ. Mày này chạy à. Đấy. Mẹ. Mày chạy nhanh ấy nhỉ. À, là nó chạy ẻm rồi kìa. À, mình chơi một game free play đi. Ok. Free for all. Đây, leo núi đi. Rồi, khởi động nào. Ok.
sao? 8 giây 38. Xem nào. Rồi, mình xin phép kết thúc game tại đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại và subscribe ủng hộ kênh mình nhé. Bye bye.